Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio Audio chứ nhỉ. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ho khan vài tiếng, Trần Đại Nhân đành làm trò trước mặt dân chúng đứng xem náo nhiệt xung quanh. Bất chấp dáng vẻ quan chức tự mình đi xuống dưới công đường, kéo Phương Tranh thỉnh đến một góc khuất không người, thì thầm thường lượng. Ôi, Phương Đại Nhân của ta, ngài đây đều muốn làm gì? Trần Đại Nhân biểu tình đau khổ. Phương Đại Nhân vô tội trừng mắt. Không có à, Trần Đại Nhân, ngài phải làm mọi chuyện cho rõ ràng. Tiểu tư này chọc kẹo đảo bà của ta. Ta là người bị hại mà, Ôi, phương đại nhân của ta, ngài muốn hạ quan phóng tay mà làm, à, bổn toàn một mình một ngựa, phóng không được sao? Ta sẽ bảo vị công tử kia bồi đễ cho tôn phu nhân, chuyện này coi như giải quyết xong xuôi được không? Đúng rồi, hai vị cô nương kia không biết ai là tôn phu nhân. Phương tranh đắc ý nói, cả hai đều là lão bà của ta, có một lão bà, còn một thì sắp là à không khác biệt bao nhiêu. Phương Tranh nói tiếp. Muốn ta lỗi, bất quá ta lại không chịu. Lại nói tiểu tử này có ý đầu mưu phản. Vì hoa triều, vì thánh thượng, Cái làm thân tử như chúng ta há có thể để mặc cho gian tà đại nghịch bất đạo sống nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trần Đại Nhân cười khổ. Ở Phương Đại Nhân, nơi này chỉ có ta và ngài hai người. Nói chuyện không cần giấu giếm, ta và ngài đều hiểu. Việc này còn không thể cấu thành tội mưu phản. Hơn nữa, ngài có biết vị công tử kia là con nhà ai chăng? Phương Tranh đào cặp mắt trắng giá nói. Tiểu tử này là ai? Hắn ngang tàn như vậy, ngay cả phủ doãn Kim lang Thành cũng không dám định tội của hắn. Trần Đại Nhân thầm nghĩ, người cũng quá coi trọng ta. Đầy tớ người trong kinh thành đều không dám đắc tội với hắn. Hay còn mẹ nó, so với ta còn vô tích sự hơn. Phương Đại Nhân nhài không biết vị công tử này là con trai của lại bộ thượng thư đương triều, thái sư của thái tử Phan Đại Nhân, Phan Thọ Nguyên, tên là Phan Đào. Phương Đại Nhân, việc này không thể hấp tấp. Đặc tội với Phan Đại Nhân, tương lai của ngài và ta đều không tốt. Trần Đại Nhân hào tâm nhắc nhở nói, Phương Tranh chính khí đẫm liệt. Thì làm sao? Bồn quan chính là một đại đại trung thần. Trước giờ, trung thần không sợ chết. Sợ chết không phải trung thần. Vương tử phạm pháp tội như thứ dân, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu thủ đan thanh, chiếu hãng thanh. Dịch, xưa nay hỏi có ai mà không chết, hãy để lòng son chiếu sử sanh. Trần Đại Nhân hai mắt tròn xoe nhìn phương tranh đứng ở đây nói hương nói vượn, thầm nghĩ tiểu tử này có phải mắc bệnh hoang tưởng hay không. Mặc kệ ngươi được hoàng thượng sủng ái nhưng cũng không thể hoành hành ngang ngược nha. Phan Đại Nhân là thần thánh phương nào? Đó chính là trọng thần ngay cả hoàng thượng còn phải kính ý ba phần nha. Tiểu tử ngươi nói đắc tội thì đắc tội, ngươi không sợ chết cũng không sao, nhưng đừng liên lụy tới ta. Nói bậy nửa ngày, nước miếng tung tóe khắp nơi. lúc này Phương Tranh mới thỏa mãn tâm nguyện hỏi. <laughs> à, đúng rồi Trần Đại Nhân, ngài vừa nói đến đoạn nào, Trần Đại Nhân nghe vậy thì thiếu chút nữa học máu, tiểu tử ngươi rảnh rỗi chạy đến đây luyện võ mồm hay sao? Lời nói của ta, ngươi cương quyết không để vào trong lòng nha. Liều mạng đè nén cân giận, Trần Đại Nhân trầm giọng. Ta đang nói đến đoạn vị công tử kia là con trai của lại bộ thượng thư đương triều, thái sư của thái tử Phan Đại Nhân. Ha! Phương Tranh giật mình. Ha! Không ngờ phụ thân tiểu tử này lại là trọng thần đương triều như vậy ý trần đại nhân chẳng lẽ muốn nói phan đại nhân cũng là nghi phạm trong mưu phản huynh trần đại nhân rốt cuộc đã không chịu nổi gánh nặng loạn choạng ngồi phệt xuống đất à, dạ trần đại nhân ngài làm sao vậy phương tranh vội vàng đỡ hắn chạy trần đại nhân không nên tích động ngài lấy sức một mình dũng cảm phá đại án mưu phản Bồn quan chắc chắn sẽ không cướp đoạt tông lao của ngài trần đại nhân cứ an tâm làm việc đi Trần Đại Nhân buồn rời rượi còn tông lao gì nữa, lời này mà truyền ra ngoài, chỉ sợ ngày mai cái đầu trên cổ của ta phải rời đi chỗ khác. Tiểu tử này kéo người xuống nước, thủ đoạn cũng quá nham hiểm. Tựa như mèo bị dẫm phải đuôi, Trần Đại Nhân tích động nhảy dựng lên. Không phải mưu phán, không phải mưu phán, căn bản là không có chuyện này, ta đều không có ý tứ gì cả. Phương Đại Nhân của ta, vạn nhảy ngài đừng hại ta như thế. Bình tĩnh, bình tĩnh, Trần Đại Nhân, thật không còn thể thống gì. Phương Tranh bộ dáng hào tôn khuyên nhủ. Ngài là quan phụ mẫu trong Kim lang Thành, còn bao nhiêu ánh mắt của toàn dân thiên hạ đều nhìn vào ngài nữa. Bên ngoài nhiều người như vậy, đừng như thế nha, cười một cái, hiền lành một chút, thân thiện một chút, được rồi, cứ như vậy. Ta, tin ta nhìn ngài rất được nha. Diễn cảm vô cùng chân thành, nhưng trong lòng của Phương Tranh lại đang cười thầm. Dọa chết lão vương bát đàn bất tử nhà ngươi, hai chúng ta còn một món nợ ngày sau sẽ chậm rãi tính toán trần đại nhân sửa sang lại quan phục hướng mọi người tươi cười một tái so với khóc còn muốn khó coi hơn tức thì quay đầu nhỏ giọng phương đại nhân ngài cũng đừng nói nữa việc này bổn quan sẽ âm thầm nói tốt cho ngài nhưng ngài cũng đừng làm quá bổn quan cảm thấy vô cùng khó xử nếu làm lớn sự tình đối với ta và ngài đều không có chỗ tốt phương đại nhân đương nhiên phải hiểu được đạo lý trong này. Phương Tranh gật đầu, kỳ thực trong lòng của Phương Tranh cũng lo lắng thấp thỏm không thôi, tuy hắn không có tâm nhãn nhưng hắn còn không có ngu ngốc thái quá, lại bộ thượng thư thái sư của thái tử là chức quan gì, không phải hắn không biết. Người ta khống chế tước vị lên xuống của các quan trong triều, lại là ân sư của hoàng đế trong tương lai, nhân vật có quyền thế ngập trời như vậy một viên quan ngũ phẩm nhỏ nho như hắn há lại có thể chọc đến cán bộ cấp cao hay sao nhưng tình thế hôm nay đã tựa như tên nằm trên dây cung không thể không bắn chuyện này cùng mặt mũi thực sự không có quan hệ gì cả bởi vì phương tranh chính là một chính nhân quân tử không bao giờ chịu khuất phục chức cường quyền coi việc này sống chết mặc bay hắn cũng sẽ không cảm thấy hao tổn đến mặt mũi Chủ yếu là do tiểu tử đó chọc kẹo nữ nhân của hắn. Nếu không hung hăng trừng trị tiểu tử này một phen, ngày sau trước mặt nữ nhân của mình, bảo phương đại thiếu gia làm sao mới có thể ngóc đầu nổi lên đây. Trong dân gian, có một câu tục ngữ, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Những lời này dùng trên người của phương tranh mà nói quả thực quá mức thích hợp. Hắn chính là nhân vật điển hình có thể nguyện chết dưới chân hoa mẫu đơn. Bình thường nhát can cũng được, yếu đuối cũng được, mọi chuyện cũng chỉ là trong mắt ngoại nhân. Nhưng khi ở trước mắt nữ nhân mà hắn yêu mến, đặc biệt là một con người sĩ diện, vì muốn xả giận cho nữ nhân của mình, hắn có thể trả bằng bất cứ giá nào. Cho nên, chuyện đắc tội với cái lại bộ thượng thư với hắn mà nói không tính là quái sự gì. Phương Tranh tâm thầm bất định, không ngờ Trần Đại Nhân đã muốn nghĩ đến chuyện mất đầu. Sự tình càng làm càng lớn, hiện tại tình hình này một quan viên tứ phẩm nhỏ no như hắn quả thực không đủ can đảm để tiếp tục thẩm tra phá án ai biết tiểu tử này trong bụng còn có thêm chủ ý gian trá gì nữa đang định mở miệng khuyên giải phương tranh đi về tình huống trên tông đường đột ngột phát sinh biến hóa chỉ thấy hai gã tráng niên nam tử thân mặc thanh y hành động thô lỗ tách dân chúng đứng vây quanh ra tiến đến gần sau đó cẩn thận nâng van đào dậy tiếp theo nghênh ngang đứng giữa công đường ngẩng mặt lên trời lớn tiếng quát. Ai là phủ doãn kim lăng? Mau bước ra đây cho lão tử. Phan Đào nhìn thấy hai người này tới đây, nhịn không được gào phóc, nhưng tâm tình lại cực kỳ vui mừng, giọng như quần chúng khổ sai trong quân doanh của địch nhìn thấy quân giải phóng đánh tới. Chỉ tiếc dưới hông không đem theo khố nữ ca ương mà thôi. Trần Đại Nhân biểu tình suy sụp, giờ thì tốt rồi, Cuối cùng người của Phan Đại Nhân cũng đã đến. Hôm nay nếu không cẩn thận ứng phó mọi chuyện, hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Không quan tâm ai đúng ai sai, chiếc mũ ô sa trên đầu của hắn càng khó bảo quản. Lầu mồ hôi lạnh, Trần Đại Nhân đang định tiến lên trả lời. Phương Tranh vươn tay kéo hắn lại. Các người là ai? Ngang nhiên xông vào công đường. Muốn làm gì? Phương Tranh đồng dạng ngẩng đầu nhìn trời, thần thái ung dung hỏi. Hai gã trung niên nam tử tựa hồ là quan gia cùng đầu đính hộ viện trong phan phủ. Nghe thấy chăm chú liếc mắt nhìn một cái. Vị nam tử trẻ tuổi trước mắt này dường như không phải phủ doãn kim lăng. Chúng ta là người hầu của lại bộ thượng thư Phan Đại Nhân. Kẻ đánh công tử nhà ta thành bộ dáng như thế này chính là người sao? Phương Tranh ngạo nghễ cười. Không sai, vì Phan công tử này chọc kẹo con gái nhà lành có ý đồ mưu phản. bổn quan chỉ giáo huấn nhẹ nhàng một chút. Nam tử trung niên tức giận chỉ vào Phan Đào nói. Đánh thành bộ dáng như vậy mà ngươi còn nói là nhẹ nhàng hay sao? Phương Tranh bước lên phía trước cẩn thận quan sát một lúc lâu, sau đó khẳng định gật đầu. Không sai, đúng thật là còn quá nhẹ, hắn còn chưa chết mà. Gã trung niên nam tử không khỏi lâm vào trong cảnh chán nản. Trong đó có một gã nam tử định bước lên túng cổ Phương Tranh, nhưng bị gã còn lại ngăn cản. Dù sao nơi này cũng là công đường, bên ngoài còn nhiều dân chúng đang xem như vậy. Trước mắt bao nhiêu người ẩu đảm mệnh quan triều đình, tuyệt đối là sẽ nhận một kết cục bi thảm. Tuy là nô gia trong phủ thái sư, cũng không dám liều lĩnh đi thách thức với quyền uy của hoa triều. Trần Đại Nhân thấy tình huống có vẻ không ổn, vội vàng bước lên trước mặt hai vị gã trung niên nam tử. Ba người kéo nhau vào trong góc công đường nói chuyện, thi thoảng còn hướng phương tranh chỉ trò phương tranh vui vẻ hôm nay thực sự là hại vị trần đại nhân này đến khổ tựa như con chuột chui trong lỗ cống hai đầu đều bị khinh bạc còn phải bợ đít hết người này đến người kia làm quan như hắn xem như mất mặt cả tám đời tổ tông lúc này yên nhân lặng lẽ đến gần ghé tai vào hắn hỏi thăm phu quân chuyện này hay là thôi đi gã chính là công tử thượng thư đại nhân nếu đắc tội với hắn tương lai phu quân sau có thể an tâm làm quan lại nói ngài đã đánh cho tên công tử kia một trận, mọi tức giận đã xả được rồi, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy? Làm người, còn phải lưu lại một đường sống mà. Phương Tỷ cũng ở bên gật đầu phụ họa nói, đúng vậy, hôm nay ngươi đã làm quan rồi, mọi chuyện không thể hồi nháo giống như trước đây được nữa, tố cáo công tử thượng thư đại nhân ý đồ mưu phản, cũng chỉ mình ngươi mới nghĩ ra được trò này nha. Phương Tranh vô tội Hoàn nguồn quá, ta còn không phải muốn xả giận cho Yên Nhiên hay sao? Ta như thế nào, hiện tại trở thành không đúng. Yên Nhiên cảm kích cười. Phu quân coi trọng thiếp thân như thế, thiếp thân vô cùng cảm kích. Hiện tại đánh cũng đã đánh, không nên vì việc nhỏ mà dồn hắn vào chỗ chết. Yên Nhiên cũng không quan tâm phu quân làm quan bao đớn mà chỉ thầm nghĩ muốn cùng phu quân sống bình an cho đến đầu bạc răng long. Có thể không gặp tai họa, vậy chúng ta nín nhịn một chút. Phu quân, Thiếp nói như vậy có phải hay không? Phương tranh xòe tay nói Chỉ cần lão bà không ý kiến Ta không sao cả Nhưng nếu yên nhiên kiên trì Muốn chỉnh chết tiểu tử này Lấy tính cách sĩ diện của phương tranh Trước mặt mỹ nhân mà nói Hắn đúng là thể thực làm được điều Mà yên nhiên muốn Người cổ đại không phải có chiêu Phong hỏa hí trư hầu Làm như vậy không phải là muốn mua Một nụ cười của mỹ nhân hay sao Hiện giờ đại khái phương tranh Cũng có ý tứ như vậy Hiện tại yên nhiên không muốn tiếp tục làm chuyện lớn, Phương Tranh cũng nhân cơ hội ghim cương lừa. Lại bộ thượng thư đại nhân, trọng thần trong triều nhà, nếu có thể không đắc tội thì đừng nên đắc tội là tốt nhất. Dù sao bây giờ cũng lấy lại được chút thể diện, muốn không truy cứu chuyện này cũng chưa hẳn là không thể. Đứng trên công đường chờ đợi một lúc lâu, phòng mắt nhìn thấy Trần Đại Nhân múa ba tất lưỡi khuyên giải hai vị trung niên nam tử kia, không ngừng lầm bầm nói chuyện gì đó với hai gã trung niên nam tử. Thì thoảng hai gã nam tử hướng về phương tranh, thần sắc dường như là căm vẫn, dường như kiêng kỵ điều gì. Phương Đại Nhân, sau này ngươi nên cẩn thận một chút. Thù này xem như chúng ta đã kết. Ta sẽ trả bằng mọi giá, khiến cho ngươi phải chết. Phan Đào yếu ớt dựa trên ghế, nhìn phương tranh cười lạnh, trong mắt toát ra quang mang phi thường cầm hận. Phương Tranh ngẩn người, cúi đầu nhìn hắn. <laughs> Bản thân mình thật tệ, đã quên mất vị diễn viên phụ này. Đương nhiên hắn nhìn thấy người trong phủ đến đây, có thêm tâm phúc, nhất thời nói chuyện cũng kiên cường hơn. Phương Tranh híp mắt cười, bước lại gần hắn nhẹ giọng uy hiếp. Chúng ta đều cẩn thận với nhau đi, không nói dối ngươi, hôm nay ngươi vận khí may mắn. Ta vốn định lấy mạng của ngươi tại đây, không nghĩ tới gia nô trong phủ của ngươi lại tới kịp thời đành cho ngươi tiêu dao vài ngày. Bất quá, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Ngươi động vào lão bà của ta, chuyện này chúng ta còn chưa tính toán xong đâu. Ngày sau ngươi ra đường cẩn thận một chút, vạn nhất bị thương hoặc là bất mạng. Ngươi đi chỗ nào kêu an đây. Phan Đào nghe vậy sắc mặt cũng trắng bệch, theo bản năng hướng hai gã trung niên nam tử kia nhìn lại. Lúc này ba người đứng trong góc khuất của công đường, đại khái đã thương lượng xong hướng phương tranh đi tới một gã nam tử trung niên lạnh lùng nhìn Phương Tranh nói. Phương Đại Nhân, hôm nay quý công tử của phủ ta được ngài chiếu cố một phen, trên dưới phan phủ đều ghi nhớ. Việc này trọng đại ta không dám tự mình làm chủ, chờ ta hồi phủ bẩm báo với lão gia xong, nhất định rõ ràng đầu đuôi. Tương lai còn dài, chúng ta cứ hảo hảo chờ xem. Lời dứt hắn cùng gã nam tử kia dìu phan đào đứng dậy, đi ra khỏi công đường cũng không thèm quay đầu lại một cái trần đại nhân một mực lo lắng nhìn chăm chăm phương tranh sợ vị đại gia này lại đưa ra yêu sách gì thiêu thân thẳng cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng ba người phan phủ trần đại nhân mới nhẹ nhõm thở một hơi dài cả người tựa hồ thoát lực ngồi bệt trên ghế hữu khí vô lực phân phó cho đám nha dịch đi giải tán dân chúng đang đứng xem náo nhiệt phương tranh cười ha hả hướng trần đại nhân chắp tay cáo từ nghênh ngang cùng yên nhiên phượng tỷ sải bước đi ra ngoài Trần Đại Nhân lau mồ hôi lạnh, nhìn tông đường vắng tanh, trong lòng vẫn cảm thấy không yên. Chuyện này coi như đã được giải quyết đi, nếu còn chưa chấm dứt đó cũng là chuyện của hai vị đại nhân người ta. Mặc cho bọn hắn đấu đá nhau ở trên trèo đi, ta phải về phòng nằm nghỉ một lát, còn mẹ nó, hôm nay đúng là sợ hết hồn. Đi trên đường, Phương Tranh nghĩ trái nghĩ phải, dám chỉnh công tử của lại bộ thượng thư đương triều, tính toán lại toàn bộ hoa triều cũng chỉ có mình mới có lá gan này mà thôi. Nghĩ tới đây, đây tâm tình vừa đắc ý lại thấp thỏm. Việc Phan Thượng Thư đã biết, vậy làm sao đối phó với hắn? Loại cựu thần lăn lộn vài chục năm trong triều đường, lão gian cự hoạt tay nắm quyền cao, đối phó với một ngũ phẩm tán quan hẳn là không khó chút nào. Quan Thượng Thư sẽ xuất ra thủ đoạn gì? Lắc đầu, vấn đề này quá phức tạp. Với tình hình của phương tranh, sao lại chịu suy nghĩ tỉ mỉ? Bình đến tướng ngăn mà thôi trở lại ngọc như trai nữ khách trong tiệm đã bị trận biến cố làm cho hoảng sợ bỏ đi trong tiệm hoàn toàn vắng vẻ phương tranh thấy thế thì thầm giận vừa rồi chỉnh tên tiểu tử kia quá nhẹ phá hủy đường phát tài của thiếu gia ta loại hành vi này quả thực so với tạo phản còn đáng chết hơn hôm nào thiếu gia ta phải bù trở về ba người tiến vào hậu viện phương tranh nhìn yên nhiên ôn nhu cười nói không làm nàng sợ chứ Yên nhiên hé miệng cười, lắc đầu không nói chuyện. Phương tỷ xoay người về phòng, khí trời nóng, đi một vòng bên ngoài thì toàn thân đã đổ mồ hôi, tự nhiên phải thay đổi một bộ xiêm y khác. Trong viện chỉ còn lại phương tranh cùng yên nhiên hai người. Phu quân, ngài sẽ không gặp phiền phức gì chứ? Yên nhiên lo lắng nhìn phương tranh, phu quân đắc tội quan viên có quyền thế cao nhất triều đình ở đương thời. Nếu Phan Thượng Thư trả thù, phu quân phải làm sao mới tốt. Không việc gì đâu. Phương Tranh chẳng hề để ý cười cười. dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của kẻ làm ác, nhất là sự lo lắng hãi hùng của người thụ hại. Với đạo lý trên đời này, Kim Loan Điện ta cũng dám đi quan ti. Lời nói của Phương Đại Thiếu Gia thật dũng cảm không gì sánh được. dáng dấp giống như Thái Sơn sụp xuống hắn cũng có thể chống đỡ. Chỉ là hắn tự hồ đã quên ai là người làm ác, ai là người thụ hại, chuyện này còn phải tính lại mới xong. Lúc này Phượng Tỷ vội vã từ trong xương phòng đi ra, gương mặt chẳng biết vì sao mang theo một tia đỏ ửng, thần tính có chút quái dị như đang lo sợ không yên, lại có thêm nhiều lo lắng. Sau khi đi ra lại nhìn Phương Tranh, đôi môi đỏ mọng khẽ động, cứ ngại ngùng rồi lại thôi. Phương Tranh trừng mắt nhìn, Phượng Tỷ, thế nào? Gì? Mặt đỏ hồng, Tỷ vô phòng lén uống rượu sao? Phương Tỳ trà trà chân, không phản ứng Vương Tranh, nhưng lại gần kéo Yên Nhiên sang một bên, hai nàng thì thầm gì đó. Phương Tranh bất mãn, chuyện gì vậy? Sao lại không thèm để ý đến người? Một lát Yên Nhiên đi tới, thần tình ngượng ngùng ấp úng. Phương Tỷ nàng, nàng đánh bắt đồ. Ở vật gì vậy? Bạc hay sổ sách? Phương Tranh bắt đầu quan tâm, thứ gì có liên quan tới liền cũng không để ý. Yên Nhiên lắc đầu, cũng không phải là ai da, nói ngài cũng không hiểu. Nói xong yên nhiên xoay người lại thì thầm to nhỏ với Phượng Tỷ. Hai nữ nhân đã ăn trúng đồ bậy bạ gì sao? Phương Tranh bất mãn thử một tiếng, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Mùa hè đã tới, khí trời càng ngày càng nóng. Kim Lăng Thành cũng giống như một lò lửa thật lớn. Người cậu đại cứ chú ý phong độ lễ nghi làm gì chứ? Làm hại Phương Tranh muốn sắn tay áo để trần cho mát nhưng lại cảm thấy ngại ngùng. Móc ra một khăn mặt lau mồ hôi, Phương Tranh chợt nảy ra chủ ý với giếng nước trong viện. Nước chẳng phải băng lãnh, tưới lên người, hẳn có thể chống nóng. Không tự mình lấy một thùng nước, trước tiên có nên xua hai nữ nhân rời khỏi đây không? Kỳ thực hai nàng kiên trì không đi cũng không sao, dù sao thiếu ra tắm cũng không sợ bị nữ nhân nhìn lén. Cùng lắm thì các nàng cùng tắm cùng ta, rồi nhìn lại là được. Người cầm thứ gì trên tay? Phương Tỷ bỗng nhiên xuất hiện ngay phía sau hắn. Hờ, à, Phương Tranh ngẩn người. À Phương Tỷ cũng muốn lau mồ hôi, cầm đi, đừng khách ký với tiểu đệ. Nói xong đưa chiếc khăn vừa lấy được trong ngực ra đưa cho Phương Tỷ. Phương Tỷ tiếp lấy mở khăn mặt thoáng nhìn qua, đột nhiên rụt lại cực nhanh, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Sự xấu hổ cùng vẻ tức giận trong mắt liên tục giao nhau, quả nhiên đặc sắc. Phương Tranh nhìn đến choáng váng. À, Phương Tỷ, Tỷ không sao chứ? Sao vậy? vừa nói vừa đưa tay sờ lên trán Phượng Tỷ. Phượng Tỷ cười như không. Người lấy thứ này lau mồ hôi. Nói xong cầm khăn mặt trong tay giơ lên hướng Phương Tranh đong đưa, trong lời nói tràn đầy hàn ý lạnh lẽo. Phương Tranh ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy vải này sắc màu đỏ tươi, hương thơm ngập mũi, bên trên còn theo một bức uyên ương dẫn nước, chính là cái yếm tùy thân của nữ tử. Hỏng bét, cầm sai đồ vật. Phương Tranh kinh hãi, ừ, Gì? đây là vật gì? Phượng tỷ cười nhạt, "Phương đại thiếu gia, chẳng lẽ ngươi không biết đây là vật gì? Ta còn đang muốn hỏi ngươi, thứ này tại sao trong người của ngươi?" Lúc đó trong tiệm gặp chuyện không may, trong tình thế cấp bách, Phương Tranh đã thuận tay cầm lấy chiếc yếm của Phượng tỷ nhét vào trong lòng, lại chạy ra ngoài tiệm. Phương Tranh không có khả năng quên, thật là quái lạ, vừa rồi vì sao hắn lại lấy nó ra lau mồ hôi chứ? Khó hiểu nha. Vô tội trừng mắt nhìn, biểu tình trên mặt phương tranh vừa thuần khiết. à Phượng Tỷ, màu sắc này tiên diễm như vậy, để dùng làm gì? Phượng Tỷ biến sắc, giống như một con sư tử cái bị chọc giận nhảy dựng lên, hung hăng véo lỗ tai phương tranh cả giận nói. Ngươi con giả vờ, đúng là lưu manh, thứ này ngươi có thể chạm tới nó sao? Xem ta có véo chết ngươi không? Phương tranh đau đến kêu to. Ê, 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 nhân, nương tử, cứu, cứu mạng. Yên nhiên đau xót vô cùng vội vàng kéo tay Phương Tỷ. Phương Tỷ, tí buông tay trước đã, có gì từ từ nói. Phương Tỷ buông tay, tức giận đến mày điễu dựng thẳng. Còn nói cái gì, chính phu quân ngươi làm chuyện bị ổi nay. Phương Tranh nghe vậy kêu an, Phương Tỷ ta thật sự không biết cái đó là vật gì, nếu ta biết còn dám lấy trước mặt Tỷ sao. Phương Tỷ cả giận, còn nói dối, nói thứ này vì sao nằm trên người ngươi. Ta tưởng mạnh vải lẻ khi còn dư, khi may quần áo thôi, cho nên muốn đem về nhà sửa lại, làm khăn mặt sử dụng. Phượng tỷ cũng biết, ta vẫn là một người tiết kiệm. Phương tranh chớp bắt vô tội nói. Nhị nữ không nói gì, cách mượn cớ vô sỉ như vậy cũng có thể nghĩ ra, hai nàng còn có thể nói gì. Cuối cùng dưới sự trục xuất bạo lực của Phương tỷ, Phương tranh chật vật rời khỏi ngọc như trai. Về phần chuyện cây yếm sao? Ừ, dù sao Phương đại thiếu gia nhà ta cũng đâu biết nó là vật gì chứ. Ngày mai còn phải vào chiều, Phương Tranh đành phải hồi phủ chuẩn bị. Vì vậy phân phó cho bọn hộ vệ, hộ vệ yên nhiên quay về biệt viện. Trong ánh mắt lưu luyến không rời của yên nhiên, Phương Tranh trở về nhà một mình. Giờ xử ngay kế tiếp, rốt cục dưới sự thúc giục của tiểu lục, Phương Tranh quẩy oải rời giường. Hai ngày nghỉ tốt đẹp kết thúc, hôm nay lại phải vào chiều. Ngẳng đầu nhìn thấy ánh sao đầy trời, trăng sáng treo cao, phương tranh nặng nề thở dài. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn suy nghĩ đến phương pháp cải biến thời đại này. Điều khác đừng nói, tệ nạn nửa đêm vào chiều nhất định phải tìm mọi cách sửa đổi lại. Trừ phi hoàng đế lão gia tử, đại tử đại bi cho phép hắn không cần vào chiều nữa. Mặc xong quan phục đội mũ, mang theo lệnh bài cấm cung, phương tranh ngồi trên xe ngựa ngáp dài trên đường đi. Lần này hậu vệ phương phủ làm việc rất cúi thấp, chỉ có 6 người đi theo hộ vệ. Tiểu ngũ thì vẫn tỉ mỉ cẩn thận ướn ngực đi theo sau Phương Tranh. Đoàn người rất nhanh đi tới Tây Môn Cấm Cung. Phương Tranh chỉnh lại quần áo, đi thẳng thừng vào. Tới khi tới Điện Thái Hòa, liền truyền đến tiếng vang gõ mõ. Không nhiều không ít, vào đúng giờ dần, Phương Đại Thiếu vừa đúng lúc vào chiều, có thể nói là vô cùng gương mẫu. Các đại thần đã chờ bên ngoài Điện Thái Hòa từ lâu, Phương Tranh đi đến chắp tay, trên gương mặt có tươi cười đi tới còn chưa kịp hàn huyên vài câu một cả tiểu thái dám cầm vất trần nhỏ giọng hoàng thượng lâm triều bá quan yết kiến sắc mặt chúng đại thần nghiêm túc theo phẩm cấp xếp hàng chỉnh tề trái phải văn võ lần lượt đi vào phương tranh đi ngay cuối cùng dù tính thế nào thì hắn cũng đều là nhỏ nhất vào đại điện hoàng thượng còn chưa tới ánh mắt phương tranh thật nhanh không để ý tới sự ngạc nhiên của các đại thần, một mình xông lên phía trước vững vàng chiếm ngay bảo địa phong thủy nằm bên cây cột lớn. Đó là một địa phương tốt nha, cứ thế này có thể dựa vào cây cột mà ngủ lại được một giấc. Không bao lâu hoàng thượng đã tới, hơn ngàn quân sĩ cấm quân và thái giám cung nữ vây quanh xe dòng đi tới. Sau khi vào đại điện Thái Hòa, một gã tiểu thái giám đi tới phía trước, nhẹ nhàng huy động phất trần cao giọng Hoàng thượng giá lâm, bách quan kiến giá. Quan thần đồng loạt quỳ xuống bái lễ, miệng hò. Ngô hoàng vạn tế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng đế ngồi trên ngai vàng ngữ khí bình thản. Chúng ái khanh bình thân. Quan thần tạ ân đứng dậy, một tiểu thái giám lại lớn tiếng. Có truyền khải tấu, vô sự bãi triều. Toàn bộ trình tự làm xong hết, Phương Tranh thở dài một hơi, chuyện phía trước hắn điền hoàn toàn mặc kệ, dựa vào cây cột mà ngủ thôi. Đôi mắt Phương Tranh vừa nhắm, chỉ nghe được một thanh âm già nua phẫn nộ đau khổ. Cựu thần có việc khải tấu hoàng thượng. Hoàng thượng cười. Phan thượng thư có chuyện gì cứ nói. Phan thượng thư hầm hư nói. Cựu thần tố cáo trung dụng bá mới nhậm chức, hữu tán kỵ thường thị Phương Tranh. Hôm qua ngay giữa đường phố hành hung, đánh đập người vô tội, đánh khuyên từ cựu thần trọng thương, trị liệu khó khăn, mà hung thủ đến nay vẫn nhớ nhơ ngoài vòng pháp luật, khấn cầu hoàng thượng làm chủ cho cựu thần. Mấy câu vừa nói ra, triều đình lập tức như sôi đen, Phan Thượng Thư chỉ tên chỉ họ nói, đem đầu nhọn chỉ thẳng tới phương tranh. Ai cũng biết vị thần tử thiếu niên này chỉ mới làm quan vài ngày, sao đại chẳng biết nặng nhẹ, không ngờ dám đánh nghi tử của thượng thư đương triều. Đây không phải là thực đó chứ. Chẳng lẽ Phan Đại Nhân thấy phương tranh bộc lộ tài năng, đoạt đi sự sủng ái của hoàng đế, vì vậy ác ý muốn hãm hại. Phương Đại Thiếu Gia đương nhiên cũng không còn ngủ được nữa. Hắn cũng không nghĩ tới, lão già họ Phan kia không ngờ chẳng biết xấu hổ, chỉ có một chút việc nhỏ xíu như lông gà vào tỏi mà cũng dâng tấu lên triều đình. Điều này chẳng khác gì khi hai đứa học trò đánh nhau lại chạy đi mách với lão sư. Lão già kia đã 7-80 tuổi, nhân phẩm làm gì kém như vậy? Đón lấy ánh mắt kinh nghi của quần thần, Phương Tranh làm ra một biểu tình như vô tội. Cuối cùng cúi đầu xuống, khóe miệng bậm lại, có vẻ là ủy khuất. Nhân phẩm của ngươi đã không tốt, vậy đừng trách ta chơi sống. Nhìn vẻ mặt cười nhạt âm hiểm của Phan Thượng Thư, nhìn lại dáng dấp vô tội ủy khuất của Phương Tranh. Trong lòng các đại thần đã hạ định luận, hơn phân nửa là do vị phan đại nhân nhìn thấy thần tử thiếu niên được thánh ân sủng ái, sẽ làm cho địa vị của hắn gặp nguy hiểm, cho nên phan đại nhân liền có lòng mưu hại, chèn ép. Hai, phương đại nhân thật là thương cảm. Chuyện quan trường vẫn luôn vi diệu như thế, có đôi khi chuyện thực sự cũng sẽ biến thành giả, giả biến thành thật. Lúc này Phan Thượng Thư còn không biết trong lòng quần thần hầu như đều cho rằng hắn đang vu hãm phương tranh không ít những quan viên chính trực thậm chí còn vì phương tranh mà tức giận bất bình phương tranh phan thượng thư nói như thế có phải thực tế hoàng thượng không chút giận dữ hay ngạc nhiên giọng nói vẫn bình thản trước sau như một phương tranh đang chờ đợi những lời này của hoàng thượng nghe thấy vậy điền bước nhanh tới còn chưa dừng bước đã phát thông một tiếng quỳ xuống, bởi vì theo quan tính, đầu gối chuôi ra thật xa trên đại điện trơn tuột phía trước. Bẩm hoàng thượng, tận, tận oan uống. Phương tranh dặn nửa buổi không ra được một giọt nước mắt ủy khuất, không làm gì khác hơn là cúi đầu thật sâu dưới sàn, thanh âm mang theo vẻ khóc nức nở nói. Chuyện gì xảy ra, nói ra, không được giấu diếm trong giọng nói của hoàng đế mang theo một tiên nghiêm khắc. Phương tranh rụt cổ, đôi mắt vừa chuyển, liền trầm thống. Hoàng thượng, hôm qua vi thần Tùng ái thiếp đi đến Ngọc Như Trai mua son phấn. Các vị đồng liêu đại khái còn không biết phải không? Son phấn Ngọc Như Trai tốt nhất trong kinh thành, giá tiền không những ưu đãi, đóng gói tinh mỹ, tuyển dụng tài điệu chế biến tốt nhất trên đời, bên trong bỏ vào Ngọc Trai Nam Hải. Không chỉ Mỹ Dung, hơn nữa còn dưỡng ra mặt, nữ quyến trong nhà các vị nếu bị nám ra hoa tàn ít bướm, có thể đến mua một hộp. Chúng đại thần tàng nghe càng hồ đồ, vị phương đại nhân này đang nói ai đây? Làm sao nghe có vẻ không đúng, nhưng lại tại sao nói về Ngọc Như Trai để làm gì? Mục đích đương nhiên chỉ có phương tranh là rõ ràng nhất, càng nói trong lòng càng khoái trí. Ta không hổ lật tinh anh trong số những nhân sĩ xuyên Việt, quảng cáo tới cả Kim Loan Điện, ai có thể giỏi hơn ta chứ? còn đang nói thao thao bất tuyệt bỗng nhiên có hai thanh âm tức giận cùng nói cầm miệng người nói chuyện chính là hoàng thượng và phan thượng thư sau khi phan thượng thư nói ra miệng mới phát giác mình nói cùng hoàng thượng sợ đến mức nét mặt trắng bệch hoàng thượng không thèm để ý khoác tay áo cho hắn bình thản sau đó không nhịn được gõ tay vịn của ngai vàng đói phương ái khanh nói trọng điểm phương tranh ngẩn nhơ nói nhanh dạ dạ trọng điểm vi thần cùng với ái thiếp đang chọn mua hàng vị công tử phan thượng thư kia không biết từ chỗ nào chạy tới thấy ái thiếp vi thần dung mạo xinh đẹp không ngờ nói ra đời đùa giỡn còn muốn dùng vũ đực cước làm vào trong phủ vi thần nhất thời tức giận liên tiến đến đôi co không nghĩ tới tố chất của tên kia thực sự là không thể nói nổi đang cãi thì hắn động thủ còn nói hắn là nhi tử của quan to nhất phẩm đương triều trong kinh thành không ai dám chọc hắn vi thần đã nghĩ phan đảo thượng thư là trọng thần của quốc gia. Gia quy giáo dưỡng cũng là nhất đẳng trong kinh thành, thế nào lại dạy dỗ ra đoạn nhi tử này? Rõ ràng là tên kia đang giả mạo, còn kiêu ngạo ương ngạnh như vậy ở bên ngoài. Đây không phải cũng là muốn làm bại hoại danh tiếng của Phan Thượng Thư hay sao? Chuyện này làm sao có thể nhẫn nhịn làm nhục thanh danh thuần khiết của Phan Thượng Thư như thế? Vi thần nhất thời quá căm phẫn, nhịn không được lệnh cho bọn hộ viện trong nhà tiến đến, đánh hắn nhẹ vài cái. Phan Thượng Thư vốn đang nổi giận đùng đùng chừng mắt nhìn Phương Tranh, nhưng nghe hắn nói xong thì Phan Thượng Thư trợn tròn mắt. Người này thực sự là quá đê tiện, lại có thể đổi trắng thay đen như thế. Tuy nói nhi tử của mình cũng không phải là thứ gì tốt, nhưng dù sao hắn cũng là nhi tử của chính mình. Lúc này Phan Thượng Thư bị Phương Tranh nói lộn xộn kiểu đó nếu thừa nhận cũng không tốt, không thừa nhận cũng không được. Hít một hơi sâu, gương mặt già nua đỏ ửng. lúc này nghẹn ra được vài từ người người nói bậy phương tranh ủy khuất nhìn phan thượng thư phan đại nhân hạ quan cũng không dám nói bậy lúc đó trong ngọc như trai có rất nhiều người nhìn thấy không tin ngài có thể đi hỏi thử tất cả mọi người nhìn thấy lòng đầy căm phẫn rất bất bình cho phan thượng thư ngài mọi người nói phan thượng thư là cựu thần hai triều trọng thần quốc gia một đời thanh danh lại bị tên giả mạo nhi tử ở bên ngoài bại hoại danh tiếng của ngài tội không thể tha phan thượng thư chỉ thẳng mặt phương tranh tức giận không nói đến lời quần thần trong đại điện đều trâu đầu ghé tai chuyện trụ thần táo tân quý này hôm nay dưới sự càn quấy của phương tranh toàn bộ vụ án liền trở thành khó bề phân biệt trắng đen phan thượng thư hít một hơi sâu gian nén sự cuồng nộ trong lòng bình tĩnh nói phương đại nhân lão phu nói cho người người bị người đánh hôm qua xác thực chính là nhi tử của lão phu theo lão phu điều tra, lúc đó chính ngươi vô duyên vô cớ ra lệnh cho hộ viện của ngươi động thủ với khuyên tử. Trong quá trình khuyên tử vốn không hề đánh trả lại, về phần ngươi nói hắn là đùa giận ái thiếp của ngươi thì đó là lão phu không rõ ràng. Khuyên tử luôn giữ đúng quy củ, lão phu tin tưởng hắn sẽ không làm ra sự tình như thế. Phương Tranh nghe vậy trong lòng thầm giận, mẹ nó, lão già ngươi ra vẻ đạo mạo, không nghĩ tới còn vô sỉ hơn lão tử. Thẳng thắn lật mặt triệt để không nể mặt. Thảo nào có thể hôn tới chức thượng thư triều đại đương thời, vị trí thái sư của thái tử, lão tử còn phải hướng người học tập nhiều hơn. Phương tranh nháy mắt như vô tội. Hoàng thượng, phan thượng thư, các vị đồng liêu trong triều, các vị nhìn xem, ta chỉ là một thư sinh văn nhược, xưa nay tu thân dưỡng tính, không tranh đấu với người khác, làm sao đại chủ động trêu chọc kẻ khác chứ. Quả thực, hắn đùa giận ái thiếp của hạ quan. Mọi người cũng biết, một nam nhân đặc biệt là mệnh quan triều đình, nếu ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo hộ được, làm sao có thể trông cậy vào việc hắn có thể tề ra trị quốc bình thiên hạ. Cho nên, hạ quan đã ra lệnh cho hộ viện đánh hắn vài cái. Hạ quan thật đáng tiếc, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Người này thực sự là công tử của Phan Thượng Thư. Cái này, hạ quan cũng không còn gì để nói. Cả triều văn võ bá quan lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, Nguyên lai không phải Phan Thượng Thư ác ý mưu hại, mà là xác thực có việc này. Nghe Phương Đại Nhân nói vậy, nhi tử của Phan Thượng Thư rõ ràng là làm sai trước. Bị đánh đúng là đáng đời. Lúc này Hoàng Thượng cũng không ngồi yên, hung hăng vỗ tay ghế. Được rồi, nơi này là Kim Loan Điện, là nơi xử lý quốc gia đại sự, là nơi xử lý kế sinh nhai của Bách Tính. Các người đồ chuyện lông gà vào tỏi vào trong này nói ra làm gì? Còn thể thống gì? Quan thần nghe vậy hết thảy đều ngậm miệng, cầm như hến. Phan đại nhân vốn không phục, dự định nói thêm, nhất thời đành phải im lặng, thành thật không dám tiếp tục lên tiếng. Dừng một chút hoàng thượng nói, Phan thượng thư, con trai ngươi bị đánh, chấm sẽ phái người điều tra tỉ mỉ. Nếu điều tra rõ là hắn đùa bỡn nữ quyến của quan viên triều đình là thật, chấm mong muốn ngươi quản giáo nhiều hơn, miễn cho phá hủy thanh danh một đời của Phan thượng thư ngươi. Hoàng Thượng Thư dạ dạ vâng vâng, Phương Tranh thấy thế trong lòng bừng rỡ. Lão già đáng đời, ai bảo ngươi cáo trạng lão tử? Lần này hay chưa? Có chiếm tiện gì không? Hoàng thượng lại nói, Phương Tranh, trước tiên bất luận ngươi đúng hay sai, nhưng ngươi ra tay đánh người là sự thực. Đường đường mệnh quan triều đình, không ngờ lại làm như đương manh đầu đường, làm nhục triều phong, chấm phạt nửa năm bổng lộc của ngươi. Có phục hay không? Phương Tranh mừng rỡ, mặt mày cũng rạng rỡ. Hồ Hoàng thượng anh minh thần phó xử sự, sự công chính quả thực là hồng phúc của triều ta, phục bạch tính, ngô hoàng vạn tế, vạn tế, vạn vạn tuế. Nửa năm bổng lộc là bao nhiêu, Phương Tranh cũng không biết. Thế nhưng với gia nghiệp của Phương Sa, chút bổng lộc ấy cũng không vào trong mắt Phương Đại Thiếu gia. Lấy nửa năm bổng lộc đổi lấy sự mất mặt của lão già họ Phan kia ngay giữa triều đình. Buôn buôn bán này thực sự là không lỗ vốn. Nếu ngày sau còn có thể, Phương Tranh thậm chí nguyện ý sau này mất thêm mấy năm bổng độc cũng đồng ý xuất ra. Dù sao hắn có thiếu gì tiền bạc, coi như dùng tiền mua vé xem kịch vui thôi. Một hồi phân tranh dưới sự can thiệp của Hoàng thượng vội vã kết thúc, nhưng trong lòng quần thần đều hiểu rõ ràng. Trận tranh chấp vừa rồi, một vị là thượng thư triều đại đương thời, một vị là tân sủng của Hoàng đế, hai vị đã kết thù, ngày tháng sau này càng thêm náo nhiệt một đoạn nhạc đệm nho nhỏ cứ thế mà trôi qua thản nhiên đón lấy ánh mắt phức tạp của quần thần cùng đôi mắt oán độc của phan thượng thư phương tranh hiên ngang ưỡn nực trở về hàng dưới cuối dựa vào bên cây cột chán nản tiếp tục ngủ gật đám quần thần cũng bắt đầu dâng tấu sớ luận chuyện đại sự quốc gia cơn gió vừa rồi lại êm lặng trôi qua phẳng đến khi có tiếng tiểu thái giám hô lớn hoàng thượng bãi triều lúc này phương tranh mới tỉnh lại mơ mơ màng màng theo các quan quỳ xuống hố to ngô hoàng vạn tế vạn tuế vạn vạn tuế sau đó mơ màng đi ra ngoài ngẩng đầu nhìn lại sắc trời lúc này ánh sáng rực rỡ mặt trời đã lên tao soi sáng khắp nơi mệt à thật mệt chỉ mới một ngày đã mệt mỏi như vậy sau này nếu mỗi ngày đều như vậy làm sao sống nổi mục đích xuyên việt của thiếu gia ta không phải là để chịu tội phải nghĩ ra biện pháp gì đó để cho cuộc sống dễ dàng hơn một chút, chỉ ít cho ta ngủ đầy đủ. Bỗng nhiên phía sau truyền tới thanh âm lanh đảnh. Phương tranh Phương Đại Nhân, xin dừng bước. Quay đầu nhìn lại là người quen cũ, chính là Tào Công Công. Phương tranh tụng tìm chắp tay. À, Tào Công Công, hôm nay khí sắc của ngài thật tốt, tâm tình không tệ phải không? tào công công cười tươi gió như đóa hoa màu gà nở rộ đâu có đâu có khí sắc hôm nay của phương đại nhân cũng không tệ đâu à, chẳng hay tào công công gọi hạ quan là có chuyện gì hoàng thượng khẩu dụ thành phương đại nhân lập tức đến ngự thư phòng hoàng thượng muốn gặp ngài gặp ta lần này không phải lại muốn đánh đòn ta chứ sắc mặt phương tranh trở nên tái nhợt hai tay vô ý thức bưng kín tay mông phương đại nhân ngài sao vậy À, không có gì. Trung quanh không người, Phương Tranh móc ra tờ ngân phiếu nhét vào trong tay Tào Công Công nhẹ giọng nói: "À Tào Công Công, chẳng hay hiện tại, hiện tại tâm tình của hoàng thượng thế nào?" Tào Công Công cười tủm tỉm đút ngân phiếu vào trong tay áo, vị phương đại nhân này đừng xem tuổi còn trẻ, nhưng hắn lại hiểu chuyện hơn đám cựu thần kia, cũng không có việc gì thì lại tống bạc cho ta, quan viên thức thở như thế, sau này ta phải giúp đỡ hắn nhiều hơn có tin tức gì sớm thông báo cho hắn thế nào cũng không thiếu chỗ tốt cho ta phương đại nhân quá lo lắng ta thấy sắc mặt của hoàng thượng cũng không hề giận dữ nói vậy cũng sẽ không chỉ trích ngài đâu ngài cứ đi thôi có những lời này của tào công công trong lòng phương tranh thoáng dễ dàng hơn một chút lại mang theo tâm tính thấp thỏm phương tranh đi theo tào công công tới ngự thư phòng hoàng thượng tuyên hắn yết kiến phương tranh thoáng cúi đầu nhẹ nhàng đi vào Lần này học ngoan, trước tiên nhìn chung quanh một chút, thấy hoàng thượng đang ngồi sau thư án, lúc này mới quỳ xuống hành đế. Vị thần phương tranh, phụng chỉ kiến giá, ngô hoàng vạn tuế. Được rồi, bình thân. Lần này hoàng thượng cũng không cho hắn cơ hội nói hết lời. Phương tranh, ngay cả nhi tử lại bộ thượng thư cũng dám đánh, lá gan ngươi thực không nhỏ. Ngô khí hoàng thượng bình tĩnh, không nghe ra vui mừng hay giận dữ, Phương Tranh lặng lẽ ngẩng đầu Quan sát sắc mặt hoàng thượng một chút Cẩn thận cười Hoàng thượng là gan vi thần rất nhỏ Thực sự là do nhi tử của Phan Thượng Tư khinh người quá đáng Vi thần tuy thường ngày có trí thức hiểu đệ nghĩa Tu văn nhã nhặn Nhưng dù đã bồ tát đất cũng có ba phần nóng giận Vương bát đàn kia âm à Vị Phan Đông Tử kia Ngay trước công chúng đùa bỡn nữ nhân của vi thần Khẩu khí này vi thần không nhẫn nhịn được bằng vào người còn dám nói có tri thức hiểu lễ nghĩa, tu văn nhã nhặn hoàng thượng lắc đầu cười khẽ phương ái khanh sau này dù hình dung chính mình hay hình dung người khác dùng từ đặt câu đều phải chuẩn xác theo chấm xem ra có tri thức hiểu lễ nghĩa tư văn nhã nhặn mấy từ này vô luận thế nào cũng không có nửa điểm quan hệ với người lấm la lấm đét khéo léo đưa đẩy ra đời thật ra hợp với người hơn <laughs> Lão già này nói chuyện quá tổn hại, không nghĩ tới lại là người bẩn tính như vậy à. Nhìn không có phong thái của hoàng đế chút nào. Phương Tranh nghe được buồn bực không thôi, bản thân mình dù sao cũng là tuấn tú lịch sự. Đựng hàng vạn, hàng ngàn thiếu nữ thiếu phụ ưa thích, không ngờ lọt vào trong mắt hoàng đế lão nhân, dung mạo của ta lại biến thành như vậy. Phương Tranh biểu môi nhẹ giọng. Ngài còn chưa nhìn thấy nhi tử của Phan Thượng Thư. Ta cùng hắn so ra, bản thân ta quả thực là phan an tái thế tống ngọc trùng sinh người nói gì đó nói to chút lên xem à không có gì à, hoàng thượng ánh mắt cao thâm à, nhất châm kiến huyết à, vi thần được hoàng thượng bình phẩm hai câu này trong lòng vô cùng vui mừng vi thần cảm tạo hoàng thượng ngô thoảng vạn tế vạn thôi người cho rằng chấm già nên hồ đồ lời thật lời giả nghe còn không hiểu hay sao người à tâm tình còn rất bốc đồng. Dù sao niên chỉ ngươi vẫn còn trẻ. Triều đình phong ba bão táp, lòng dạ thâm sâu khó lường. Nếu cứ sông thẳng giống như ngươi, làm việc không để ý tới hậu quả. Quả thực là lỗ mãng. À, dạ dạ, hoàng thượng, vi thần luôn còn tuổi quá nhỏ, có rất nhiều chuyện lo nghĩ không được chu toàn. Sau này còn thỉnh hoàng thượng dạy bảo nhiều hơn. Biết vì sao hôm nay chấm phái người gọi ngươi tới đây không? Vi thần không biết, Người ở trên chiều nói, người có tiểu thiếp sao? Lời này thật không? Hoàng thượng dường như cười mà không phải cười, nhìn chăm chăm phương tranh. Phương tranh ngẩn người, ta có tiểu thiếp mắc mớ gì tới ngươi? Lần trước đã hỏi thăm sản nhập của nhà ta, lần này hỏi thăm tiểu thiếp của ta. Như thế nào, ta có cảm giác, lão già này luôn có chú ý phá hỏng hảo sự của ta. Hồi bẩm hoàng thượng, chuyện này đúng là thật. Vi thần hai tháng trước đã nạp một tiểu thiếp vào trong phòng trướng, Phương Tranh thành thành thật thật đáp. <laughs> Ôn nhu hương lý túy sinh mộng tử, hồng phất trận trung chỉ túy kim nê. Cuộc sống của Phương Đại Nhân thực sự là khoái hoạt. Hoàng thượng nhìn chăm chăm Phương Tranh cười lạnh. Dịch nghĩa, cuộc sống thanh nhàn như tỉnh như say, mỹ nhân trong ngà ngập vàng son, ý châm biếm cuộc sống tiêu dao khoái hoạt, vừa có mỹ nhân, vừa có tiền bạc. Phương Tranh nghe được ngư khí của Hoàng thượng bất thảo, toàn thân không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Lão già này rốt cục muốn nói cái gì, ta nạp tiểu tiếp cũng đâu có chọc đến ngươi. Toàn bộ văn võ bá quan trong triều, mỗi người trong nhà cũng phải có ba bốn tiểu thiếp hầu hạ. Như thế nào ngươi không đi quản? y à, tứ hoàng thượng vi thần không được rõ ràng. Lần này không phải phương tranh giả bộ hồ đồ, mà hắn thật hồ đồ. <laughs> Chẳng không tin ngươi không hiểu chút nào, Người đã muốn giả ngu không hiểu, chấm bèn nói cho người. Người đem trường bình công chúa của chấm đặt ở chỗ nào? À, tại sao nhắc đến trường bình công chúa đây? Phương tranh không quản lễ nghi quân thần ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hoàng thượng. Nào, hoàng thượng, à, phương tranh gian nan nuốt nước miếng. Chuyện này vi thần nạp thiếp dường như cũng không quan hệ gì với trường bình công chúa. Hoàng thượng nghe vậy tức giận chỉ thẳng mặt phương tranh. Cái gì? Ngươi, ngươi, Lão già này phỏng chừng là muốn chửi tục hay sao? Nhưng ta cũng đâu có chọc giận tới ngươi. Tức giận như vậy để làm chi? Phương tranh dò xét. Thỉnh hoàng thượng bất giận, vi thần thực sự không hiểu chuyện gì. Nếu không hoàng thượng ngài hơi đề tỉnh vi thần một chút. Nhìn thấy bộ sáng cẩn thận của phương tranh, hoàng thượng không khỏi vừa giận vừa buồn cười. Cũng không hiểu tại sao ái nữ của chấm đến tột cùng đã nhìn chúng tiểu tử này ở điểm nào đang định hào hào mỉa mai phương tranh một phen thì thanh âm của tàu công công từ bên ngoài truyền vào bẩm hoàng thượng trường bình công chúa đến phương tranh nghe được liền mừng rỡ tuy hắn tiếp tục thiếu như tâm nhãn nhưng cũng cảm nhận được bầu không khí trong phòng đã tràn nhập mùi thuốc súng trường bình đến đây có thể làm bầu không khí căng thẳng hòa dịu một chút chấm đã biết truyền trường bình vào đi hoàng thượng thản nhiên nói ngữ khí mơ hồ hàm chứa vài phần tiếu ý phụ hoàng còn chưa thấy người đã nghe thấy thanh âm bên tai mới vừa truyền đến một thanh âm mềm mại dễ nghe của một người tiếp theo đền thấy một đạo thân ảnh màu xanh nhạt thoáng qua phương tranh cười khanh khách bước đến trước mặt hoàng thượng ha <laughs> mật nhì ngoan hôm nay như thế nào lại đến đây thăm phụ hoàng hoàng thượng cười lớn Thanh âm tỏ vẻ cao hứng, nhìn ra được hắn thực sự sủng ái nữ nhi trường bình này. Phụ hoàng, hôm nay đâm chiều lên như vậy còn chưa tan, người còn xử lý quốc sự hay sao? Chuyện lần trước mặt nhi nói chuyện với ngươi, người chưa quên phải không? Trường Bình vừa nói vừa xoay đầu lại, nhíu mày nhìn về phương tranh đang đứng, sau đó Trường Bình ngẩn người. Nhi, ha, nguyên lai like là hỗn đản này, à, nguyên lai like là ngươi nha, hi hi. Trường Bình vừa nhìn thấy Phương Tranh, không khỏi mừng rỡ nhảy nhót tới trước mặt Phương Tranh. Ngươi ở đây làm gì? Hay là ngươi bị phụ hoàng của ta trách tội sao? Tiểu nhà đầu chết bầm, ra khỏi đây thiếu gia sẽ chỉnh cho ngươi sống không bằng chết. Phương Tranh thầm hậm đến nhến răng, nhưng nể mặt mũi hoàng thượng đành phải cung kính hành đế. Vì thần bái kiến Trường Bình công chúa điện hạ. Trường Bình công chúa cười đến mức hai vành mắt cong thành trăng lưỡi điểm, quen biết tên hỗn đàn không có lương tâm đông như vậy, Hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn cung kính với mình như thế. Tiểu cô nương trong lòng đắc ý không thôi. Ngoan như thế, bổn cung sẽ mua kẹo đường cho người ăn. <laughs> hoàng thượng vuốt tròm râu nhìn Trường Bình, mỉm cười không nói. Thừa dịp lúc hoàng thượng không chú ý trên người hắn, Phương Tranh hung hăng trừng mắt nhìn Trường Bình liếc một cái, thanh âm vo ve như mũi kêu. Không sai biệt lắm, mau lên một chút nói với phụ hoàng của ngươi, cho ta về đi, nơi này không thể ở đâu được nhanh chóng chuồn mới chính là thượng sách. Trường Bình vừa thấy Phương Tranh trừng mắt, trong lòng tiền kinh sợ, nghe vậy yêu kiểu thẻ đưỡi nghiêm trang đớn tiếng. Bổn Tung muốn cùng phụ hoàng tâm sự, Phương Đại Nhân không có việc gì đuôi ra ngoài. Phương Tranh tung kính vân dạ. À vì thần cáo lui, ngô hoàng vạn tế. Được rồi, đừng ngồi nào, mau ra ngoài. Trường Bình có vẻ như không kiên nhẫn, cắt đứt thân thanh âm của hắn, như thế nào lại không có một chút phẩm chất đạo đức của thục nữ vậy? Không để cho lão tử nói hết lời. Ra khỏi ngự thư phòng còn chưa được mấy bước, Trương Minh đuổi tới. "Uy, ngươi đợi đã Có chuyện gì? Ngày mai ngươi có nhà không? Ta đến tìm ngươi. Ngày mai, ngày mai có khả năng ta sẽ sinh bệnh. À, ngươi bị bệnh. Trương Minh khẩn trương đưa tay thăm dò trên trán của Phương Tranh. Phương Tranh quay đầu né tránh, Hiện tại không bệnh, nhưng ngày mai có thể ta sẽ sinh bệnh. Phương đại thiếu gia mới nếm thử hương vị tình yêu nam nữ hoan ái, đương nhiên ngày mai phải tìm yên nhiên, nào có thời gian rảnh rỗi bồi tiếp tiểu nha đầu này. Như vậy là sao? Phương Tranh nói quá thâm ảo, tiểu cô nương không thể lý giải được. Hai, à, có chuyện gì nói luôn ở đây đi, ngày mai ta không rảnh đâu. Nếu nha đầu kia không nghe hiểu ý tứ tình ý cao thượng, Phương Tranh đành phải nói rõ ràng. Hừ, Lão nương tới thăm ngươi, ngươi cũng dám không rảnh. Trường Bình nhãn châu đỏ một vòng chợt nói. Được lắm, ngươi nhất định là đi tới chỗ hồng bài cô nương. Ngươi, hỗn đàn này, rốt cục nàng ta có chỗ nào tốt mà khiến cho ngươi say mê thần hồn điên đảo. Rất lời, Trường Bình công chúa dầu cái miệng nhỏ nhắn, hốc mắt đỏ dần. Trường Bình ủy khuất, Phương Tranh cũng không cao hứng. Ai ai, tại sao nói như vậy đây? gọi cái gì hồng bài cô nương đó chính là phu nhân của ta hôm qua còn bị nhi tử của phan thượng thư khi dễ ta còn không thể lấy lại công đạo cho nàng ta người ta cũng thường xuyên bị người khi dễ đó như thế nào ngươi không trả lại công bằng cho ta trường bình công chúa căm giận bộ dáng giống như oán phụ bị trưởng phu vứt bỏ phương tranh trợn tròn mắt chuyện này đâu có giống nhau ngươi không phải đã bà của ta trường bình tức giận đến mức thân thể mềm mại nhỏ bé run khẽ Phương Tranh, người chính là một gã hỗn đản thông hơn thông kém. Dứt lời trường Bình nhào đen, ôm lấy bả vai Phương Tranh hung hăng cắn một cái. Ai à ôi cứu mạng, công chúa cắn đời buông buông buông. À không, nhả ra, mau buông ra, nếu không ta, ta trở mặt. Phương Tranh đau đớn, nhe răng trận mắt thất thanh kêu cứu. Thẳng cho đến khi bờ vai Phương Tranh ứa máu, Trường Bình mới thỏa mãn tâm nguyện nhả miệng ra, oán hận trứng mắt nhìn Phương Tranh. Đau không? phương tranh hơi ngửa cổ tựa như anh hùng bất khuất không đau trường mình thấy thế nghi ngờ hỏi thật sao thật cũng chỉ giống như gãi ngứa mà thôi một chút cũng không đau không tin người cắn chính người thử xem trường mình phì cười một tiếng vừa giận vừa thương đánh phương tranh một phần quyền phi ngươi cho ta là ngốc tử hai người đứng giáp mặt nhau thật lâu thật lâu sau không ai lên tiếng được một lúc trường mình nhỏ giọng Ngươi, ngươi không thể không đi gặp nàng ta sao? Phương Tranh hít mắt lắc đầu. Vậy không được. Các nữ đồng bào chịu khổ cực trong khắp thiên hạ còn đang chờ đợi ta đi giải cứu các nàng ấy nữa cơ mà. Trường Minh cúi thấp đầu nhỏ giọng Nhưng mà ngươi vì sao không đến giải cứu ta đi? Ngư khí u oán giống như đang phải chịu nỗi cô đơn khuê phòng giày vò. Phương Tranh vò đầu cười khan. Ở người đại công chúa, phía sau còn có thiên quân vạn mã canh gác ta làm sao có lá gan đi cứu ngươi? Trường Bình lắc đầu tựa như muốn ném hết những suy nghĩ phiền não trong đầu ra ngoài, nhìn Phương Tranh nở một nụ cười sáng lạn nói. Nếu có một ngày ngươi ngã ngựa, bồn công chúa sẽ đi cứu ngươi. Phi <laughs> phi phi phi, không nói chuyện này, thiếu gia ta cũng có mưu lực, có cả vận khí, đời này sẽ không gặp những chuyện đen đủ như vậy. Không có chuyện gì chứ, không có chuyện gì thì ta đi đây nói xong phương tranh cũng không quay đầu lại hướng ra phía ngoài tây môn bước đi trong lòng cảm thấy dùng mình phương đại thiếu gia không phải người ngu tình ý của trường bình đối với hắn hắn sớm đã biết rõ ràng nhưng có thể hắn không muốn chấp nhận công chúa đặc biệt vị công chúa tính tình bất thảo này lại nói phương tranh sau khi xuyên việt qua dần dần đã dưỡng thành tính nết thiếu gia không thể nào tưởng tượng nổi mỗi ngày bản thân mình cùng với vị nữ tử có quyền thế ngập trời kia ở chung sớm chiều đây không phải là khiêu vũ trên lưỡi dao hay sao? Cái khác thì không nói, nhưng vợ chồng sống chung khó tránh khỏi có lúc cãi vã răm ba trận. Mà nhạc phụ đại nhân là đương kim thánh thượng, cãi nhau thì phải kiềm chế một chút. Không chuẩn là cho 500 tên đao phủ mai phục bên mái nhà, chỉ cần công chúa điện hạ tức giận, ném chén một cái. Trong lòng thở dài một hơi, Phương Tranh cảm giác sau lưng như có đôi mắt thâm tình, không hề chấp động, gắt cao khóa chặt trên người của hắn thẳng cho đến khi thân ảnh của hắn biến mất ở trong nội thành cấm cung. Mật Nhi, người rốt cục nhìn chúng tiểu tử này ở điểm nào? Hoàng thượng lặng lặng không một tiếng động bỗng nhiên xuất hiện phía sau Trường Bình. Đôi mắt đẹp của Trường Bình vẫn si mê ngắm nhìn bóng lưng phương tranh biến mất ở sau cung môn, nghe vậy chậm rãi lắc đầu. Thiên hạ nam nhân nhiều vô số kẻ, chấm sẽ tuyển cho ngươi một phò mã có thể bao bọc ngươi suốt đời, so với tiểu tử đó còn tốt hơn vạn lần như thế nào? Hoàng thượng đau lòng nhìn vị công chúa mà hắn sủng ái nhất này. Không, Trường Bình lắc đầu biểu tình kiên quyết. Mật Nhi chỉ nhìn chúng hắn, ai cũng không muốn, thành vụ hoàng thành toàn cho Mật Nhi. Hoàng thượng không biết làm cách nào giận dữ nói. Như vậy đi, phụ hoàng sẽ hạ chỉ đem ngươi gả cho phương ra, được không? Cũng không được, phụ hoàng, Mật Nhi muốn hắn thật lòng tiếp nhận người ta, chứ không muốn hắn tiếp nhận vì một đạo thánh chỉ người thực sự là muốn tự dày vào bản thân mình hoàng thượng thương tiếc người là công chúa là ái nữ của trẫm nam nhân thế nào muốn mà không được hay sao hà cớ gì nhất định phải muốn tiểu tử miệng lưỡi gian dảo đó hắn rốt cục có điểm nào tốt hai hàng lệ nóng đã trào ra bên má trường mình vẫn hồn nhiên không phát giác mật nhi không biết tên hỗn đản này có điểm nào hơn người nhưng dường như mật nhi sinh ra đã không thể thiếu hắn dù cho trong thiên hạ có hàng ngàn, hàng vạn nam nhân tốt hơn, Mật Nhi cũng chỉ làm nguyện người của phương gia. Quý vị các bạn phải theo dõi tập số 19 của bộ truyền uh, của bộ truyền uh, uh, trọng sinh Phong Lưu Tiếu gia Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.